Chào cả nhà, lại mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay video mình thu hoạch trái đầu rồng cho cả nhà mình coi nha. Trái đầu rồng của mình bây giờ nó leo lên mấy cái lá dừa rồi mọi người ơi. Nó leo lên tầng cao nhưng mà nó có trái luôn, cũng bộn á. Nó leo lên nhánh dừa rồi. Ở dưới đây thì trái rất là nhiều luôn nè. Còn cái cây mà hồi hổm mà mình dựng cho nó bò mọi người thì qua mấy cơn mưa cái nó bị gãy rồi, giờ nó dựa vô tường luôn à. Nhưng mà nó vẫn còn trái nhiều nha mọi người. Chút nữa các bạn hái coi cũng bộn ạ. À, hái hôm nay mình nấu canh chua ăn nha mọi người. Còn cái kia thì bây giờ nó leo lên nhánh dừa hết rồi mọi người ơi. Giờ mọi người cùng với mình đi hái trái đầu rồng nha, coi coi hôm nay có hái được nhiều không nha mọi người. Tuy là cái cây nó bị đổ ngã rồi nhưng mà mình thấy trái nó ra cũng còn ra rất là nhiều, có thể thu hoạch được. Mình nghĩ chắc cũng cỡ như đợt rồi á, mấy chục trái á. Đợt này mình hái mình không dùng kéo nha mọi người, mình dùng tay mình lặt luôn nha mọi người. Đây được một trái rồi nè. Đây, cái nhánh này nó bò lên trái nhiều ghê luôn mọi người ơi. Ở đây thế này mọi người. Đây. Ở đây nó mới trái cao chứ mình phải ghế mình bắt lên nha mọi người ơi. Bắt cái ghế cao là mới hái được. Thôi bây giờ mình hái ở cái chỗ mà nó bị ngã trước nha mọi người. Cái cao thì chút mình bắt ghế mình hái sau. Bây giờ mấy trái mà vừa vừa vô vô giờ mình hái luôn ha. Cũng ăn được rồi, cái này nó bị ngã rồi mọi người ơi. Có mấy trái bự ghê luôn nè, mình phát hiện trễ quá rồi. Còn cái nhánh ở trên đọt dừa mọi người cao quá rồi, phải bắt ghế lên hái nha mọi người. Trái nó ngon ghê luôn á. Cái này mình phải chạm tới là xa quá. Trái ngon ghê luôn mọi người. Ê, có trái này nữa nhưng mà còn nhỏ quá. Thôi để mình hái sau nha. Cho đợt này hái cái bột ít mọi người ơi, không được nhiều rồi. Ít hơn được rồi, không được nhiều. Đây là cái nhánh dây đầu rồng số 2 của mình nha mọi người. Giờ nó cũng bò lên cái lá dừa luôn rồi mọi người ơi. Nhưng mà trái nhiều nè mọi người. À, trái nhiều ghê luôn rồi, giờ mình hái luôn nha. Này mình lật một tay luôn cho rồi, khỏi cần cắt kéo nữa. Cái nhánh số 2 này của mình nó ra trái sau mọi người. Nhưng mà hiện tại nó ra trái cũng bộn á. Cảm giác mà lặt lặt ngon quá mọi người. Nhìn trái mê luôn á. À, có trái này nhưng mà còn nhỏ mọi người, để lại để chắc tuần sau mình hái. Còn mấy trái này mà bây giờ nó cảm giác như là nó non non vừa ăn mình hái hết nè, để lại sau tuần sau mấy trái đó nó bị già. Tiếp tục phía sau này được một số nè mọi người ơi. Cái này mình hái trễ chút là nó già là mình ăn không được, bị sơ liền sẽ ổn á. À, này nguyên đùm luôn hai trái nè. À, này non ăn đã luôn á mọi người. Nắng lên rồi mọi người ơi, nhìn bông đầu rồng nè, nhìn rất là đẹp ha. Hái một người cũng một hồi cũng được một số mọi người, mình đếm chắc tầm khoảng mấy chục trái, 30 trái, ba mấy trái tầm cái đó, cũng non hay mọi người. Ngon nè, trái này ăn ngon quá, ok luôn. Giờ là nó tính ra thì nó mình hái đợt này nó ít hơn đợt rồi một chút xíu ha. Đợt này mình hái là ít hơn như mọi người nhưng mà bù lại thì những trái này nó ngon hơn.
Đợt rồi hái nó hơi già cho mình hái trễ quá, đợt này hái ngon hơn chút xíu, mà hái cũng khá nhiều á, đây cũng đủ ăn nha mọi người.